អឡុងអ្នកនាងជាទីគោរពទូរទស្សន៍ Voice TV របស់ប្រទេសថៃបានកោតសរសើរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាថាជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមនៅអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកដោយធ្វើនយោបាយមិនដែលចាញ់ហើយបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់ពីអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកបន្តវិញ ទូរទស្សន៍ Voice TV របស់ប្រទេសថៃបានកោតសរសើរចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាជាមេដឹកនាំឆ្នើមនៅអាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកដោយធ្វើនយោបាយមិនដែលចាញ់ហើយបានគិតគូរច្បាស់លាស់ពីអនាគតកម្ពុជានិងអ្នកបន្តវិញការកោតសរសើរនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ The Daily Dose របស់ទូរទស្សន៍ Voice TV ដោយទូរទស្សន៍បានឧទ្ទិសកម្មវិធីនេះជូនដល់សម្ដេចតេជោដែលសម្ដេចជីវរៈជុនឆ
sầm đại địch cho hồn sài nâng bảo vật tờ sư rộng bảo sầm đánh khả năng ca bảo trang nâng chạc rộng bọt chiến biên Americ đại miến CIA nơi cao khả năng lươn nol nâng sầm đại bàn cho tờ sư rộng hồn bị ca phát nệch mùi trầm hiền hỏi bàn phía khá luôn tờ bảo tế Việt Nam đảm bấy sông Việt Nam ở chùi rộng đó bảo trị chân Campuchia ở rụi phát bí rộng bảo bảo lại bùi sạp bộ bọt đại chi rộng bảo bệnh sài hỏi miên tài mùi nơi lừa lục cảm vị thi tư rồi tôi nít bàn rịp rộp thiệt tháng cảy mục tiết xâm đách ở rộng đó bà chí chôn màn miên xe rầy phiệp làng vinh hồi xâm đách bàn phú ở Việt Nam đó con tốp trò lập từ bà tế bộ kỳ vinh hồi xâm đách bàn đựng nôn bà tế Campuchia cảy mốc miên cáp bọc cháu đài xâm đách bàn lẹp băng đàm bày xoan tiếp hiệp nâng xì kỳ đầy sốc ở rộng đó bà chí chôn cứ ở miên dô rộn mần trầy bì hồi khăn nông ảnh nạt bàn tò tiết xâm đách bàn chí nế nâng khăn từ đầu tuần này ban cao xa xa chấm phố xâm đách đã mình ban lục luôn chỉ mùi ông này tế đòi ban bà cô đồng này bay cập hiếp này dựa rộn mình trầy tới ai cốn cứ lúc bằng đất hồn mà này đã xâm đách ban kịch cô bi bà tế chiệt nâng anh ạc cốt dư vật chôn bần tò vến xâm rạp cả nạp bà chế chôn Campuchia thay ban cao xa xa chấm phố xâm đách để cho hồn xanh đã ban rất ngay lõ xâm rạp lúc bằng đất hồn mà này thôi chứ này dựa rộn mình trầy nâng xa xa tha xâm đách chỉ nhận được bài đọc lăng mà nhẹ nâng à gì ạ khả nền có đôi chiếc bị phục lục phòng đài đòi xa xâm đách chỉ nhận được bài mình đài tranh thiệt phòng.